Dạ, cho con xin được gửi lời chào đến Thầy cũng như là tất cả quý vị Phật tử đang có mặt ở đây. Một lời chào và lời chúc sức khỏe. Dạ, con cũng đang hơi run mà. Dạ, tại Thầy cũng sẵn tiện Thầy nói vậy thì cho con xin đổi bài nha Thầy. Tại vì con cũng có một cái bài sắp ra mắt nhưng mà con chưa ra mắt trên cái mạng trực tuyến nào hết. Mà hôm nay con muốn gửi tặng bài hát này tới tất cả mọi người. Mà một bài hát, cái nội dung rất là ý nghĩa. Nói về sự so đo tính toán với con người với nhau. Con muốn gửi đến mọi người một thông điệp: đừng so đo thiệt thua với đời. Một sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Bài hát So Đo, mời quý vị cùng thưởng thức. Cảm ơn tất cả
Mọi người rất nhiều ạ. Hy vọng là mọi người sẽ thích bài hát này. Bài hát So Đo ạ. Dạ, lần đầu tiên con hát trước rất là nhiều đông người. Con có điều gì sơ sót thì con xin mọi người bỏ qua cho con ạ. Dạ. Dạ, trước khi con tạm biệt mọi người thì cho con được niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Dạ, con cảm ơn tất cả mọi người và con xin kính chúc mọi người, kính chúc cho thầy thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui và thân tâm bình yên an lạc trong cuộc sống ạ. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Tặng cho cái máy cho mẹ. Chúng ta cho thêm tràng pháo tay thiệt lớn nha. Vì nhớ là cái nhiệt tình nó đi đến cái thành công. Đúng không? Đó. Giống như những đức cũng nhờ nhiệt tình mà thành công thôi. À, nên Trường ăn mà nhiệt tình gì thì bài hát này ra mắt khán giả sẽ thành công thôi. À, không mà những đức thích nhiệt tình nghe. Hát hay hát dở gì không biết mà mới bị nhiệt tình rồi tôi thích. À.